Em chào chủ tịch ạ. Đối tác lần này của công ty là đối tác lâu năm, đang trên đà phát triển. Cô liệu mà thương lượng cho cẩn thận. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. Cô thái độ gì đấy? Hay là cô thấy tôi giao việc chưa thỏa đáng? Không phải ạ. Em biết hợp đồng này rất quan trọng đối với công ty mình. Em sẽ cố gắng thuyết phục đối tác ạ. Tôi thấy cô nên xem lại cái thái độ của mình đi. Rất nhiều khách hàng phản ánh rồi đấy. Chắc đấy là khách hàng khó tính thôi ạ. Chứ bình thường em làm việc cũng rất nghiêm túc ạ. Người của tôi tự biết. Vâng, em xin phép ạ. Phản ánh. Đúng là kiểu ông chủ. Định bóc lột mình đến bao giờ không biết nữa. Cô uống gì cũng được mà con. Nhưng mà cô ngồi đây có ảnh hưởng gì đến cái việc buôn bán của con không? À không cô ạ. Anh Minh là đàn anh của con, cô lại là mẹ của anh Minh thì chẳng khác gì họ hàng nhà con rồi. Cứ ngồi đây không phải ngại. Ừ, thế cho cô ngồi nhớ. Vâng ạ. Cứ ngồi đây con nhé. Từ từ đã, vừa vào mệt bỏ sự thì uống gì tôi tự gọi. Tụi trẻ bây giờ nó cư xử chán quá. Hẹn 2 giờ mà 2 giờ 15 chưa tới. Làm ăn vớ vả vậy. Chào cô. Cô phải là Thích Kỳ Ly mà. Vâng, đúng rồi. Mời ông ngồi ạ. Đây là các điều khoản bên công ty tôi. Mời ông xem. Tôi thấy điều khoản thứ 8 và điều khoản thứ 9 không phù hợp với công ty tôi. Cô Ly. Này cô. Có chuyện gì thế ạ? Tôi không hài lòng với cách làm việc của công ty cô. Cô đường đường là một thư ký của tổng giám đốc mà cô làm việc một cách thiếu chuyên nghiệp này. Tôi không ký hợp đồng với công ty cô đâu. Ông xem kỹ hợp đồng đi đã. Không cần xem đấy. Chào cô. Có cái hợp đồng chục triệu thôi. Ký thì ký mà chẳng ký thì thôi. Già cái mày. Mà cô ơi, tôi thấy cái tập tài liệu nó có vẻ quan trọng đấy. Cô đừng vứt đi như thế. Bà thì biết cái gì mà đòi biết điều thôi. À, vì tôi thấy con trai tôi nó vẫn luôn lưu giữ tài liệu như thế này mà. Mà trông giấy tờ thế này thôi, nhưng mà rất giá trị đấy ạ. Hay lưu giữ tài liệu à? Thế con trai bà làm thuê cho quán photocopy à? À không, con trai tôi nó làm ở một công ty truyền thông. Mà cô ơi, sao cô trẻ thế mà thái độ của cô lại thô lỗ như vậy? Cô cư xử kiểu này thì đối tác người ta không đồng ý đâu. Bà biết cái gì liên quan tới bà? Im mồm đi. Có chuyện gì mà to tiếng thế hả cô? Mày ở đâu mà lo chuyện báo động thế? Cô có sao không ạ? Này chị, chị còn trẻ, tại sao chị lại nói sắc sược với người lớn như thế ạ?
Mày dạy đời tao á? Các người không đủ trình độ nói chuyện với tôi đâu. Thôi con ạ, cô không sao đâu, con không phải lo. Không có lại ảnh hưởng đến khách hàng của con. Biết điều thế là tốt đấy. Thưa chủ tịch ạ. Đối tác nào sao? Hôm nay em mệt quá nên là không ký được hợp đồng đúng không? Tại vì sức khỏe của em yếu quá, đang đi giữa đường thì bị tụt huyết áp nên ngất ra đấy, phải có người dìu ạ. Em không ký được hợp đồng, em xin lỗi ạ. Tôi nhìn cô không có chỗ nào là không khỏe đâu. Còn bà kế hoạch cho tháng sau, cô làm lâu rồi? Em vẫn chưa làm xong ạ. Em vẫn đang cố gắng triển khai nốt ạ. 2 tháng rồi đấy. Cô định để đến bao giờ? Em e là không kịp ạ. Tự nhiên em mệt quá. Chắc hôm nay sếp cho em xin nghỉ sớm ạ. Về đi. Vâng, em cảm ơn sếp ạ. À, mẹ ơi, mẹ thăm cô Hoa đến đâu rồi ạ? Cô Hoa vẫn còn yếu lắm con ạ. Thế mẹ đã về chưa ạ? Để con qua đón. À, mẹ vừa quay lại ở quán cà phê thì Trang tặng con ấy. Là cà phê để ngon quá nên mẹ quay về mua cho bố một ít. Đúng là mẹ, lúc nào cũng lo cho bố cả. Thế mẹ đợi chút nhá, bây giờ con qua đón ạ. Alo, mày đang đâu đấy? Tao đang chán quá. Cái lão chủ tịch khó ưa đấy, tao giả bệnh để trốn việc rồi. Mà thôi, cứ gặp nhau đi, rồi tao kể cho. Ừ, thế nhá. Cô chào mẹ. Con à, con về rồi đấy à? Mẹ, mẹ đợi con lâu không mẹ? Đợi anh thì mẹ đợi cả đời. Alo ạ. Ôi trời, tưởng là chỗ nào, lại là quán này à? Bà già kia vẫn ở đây à? Bà ra chỗ khác ngồi đi, chỗ này tôi ngồi rồi. Chào cô. Tôi chỉ ngồi đây uống cà phê một lát thôi mà. Nếu mà cô muốn ngồi đây thì để tôi đi chỗ khác. Người như bà mà biết thưởng thức cà phê à? Thôi, ở nhà mà nghỉ đi cho nó khỏe. Tôi chết, cháu lỡ tay. Số cô không được uống cà phê rồi. Hóa ra biểu hiện của người ốm như thế này à? Mẹ à, phải tự kiếm con làm gì mẹ đúng không? Bác đây là mẹ của chủ tịch ạ. Con, con vừa nói cái gì? Con bảo cô ta là thư ký của con ấy à? Nhưng sao mẹ thấy cái thái độ của cô ta cứ xử lại thô lỗ đến như thế? Chủ tịch ơi, chủ tịch cho em xin lỗi ạ. Tôi vẫn không hiểu là con xin lỗi về chuyện gì. Chuyện cô mắng chửi mẹ tôi, hay là chuyện cô nói dối bị bệnh để trốn việc? Bác ơi, bác giúp cháu với ạ. Bác khuyên chủ tịch tha lỗi cho cháu được không ạ? Bác. Chẳng nhẽ đến bây giờ cô vẫn không hiểu cô là người không có năng lực. Thái độ cô xử lại cực kỳ tồi tệ. Cô có biết lý do tại sao tôi vẫn giữ cô đến tận bây giờ không? Ý chủ tịch là sao ạ? Mẹ à, cô ta là con gái của mẹ Hoa, bạn thân của mẹ đấy. Hóa ra là con gái cô Hoa ngày đấy gửi vào công ty con đấy à? Vâng, đúng rồi đấy mẹ ạ. Tôi đã nể tình, mẹ cô với mẹ tôi là bạn thân.
cho nên mới châm trước cho cô vào công ty làm việc. Vậy mà cách mà cô đối xử với mẹ tôi thật sự không thể nào mà chấp nhận được. Kể từ ngày mai cô thể nghỉ làm, mời cô đến chỗ khác làm. Vậy chủ tịch có thể nể mặt mẹ tôi mà cho tôi một cơ hội được không ạ? Tôi mong rằng cô hãy về nhà và tỉnh ngộ lại đi. Cô có biết mẹ cô đang bị bệnh ung thư không? Vậy mà bà ấy vẫn lo lắng, vẫn nhờ vả cho tôi quan tâm chăm sóc cô. Sao chuyện này tôi lại không biết nhở? Chắc là mẹ cháu sợ cháu lo lắng ấy mà. Nhưng cô thấy cháu suốt ngày chỉ có đi chơi thôi mà. Hơn nữa cháu có sống cùng mẹ đâu, làm sao mà biết được. Mẹ, con phải đi thăm mẹ. Con ạ, mẹ không ngờ con gái cô Hoa lại trở thành một người sống ích kỷ đến như vậy.